Ok, bây giờ sẽ đến mask ngọc trai đấy. Trên mặt của mình toàn những là cái chất tinh túy, toàn những cái chất tinh túy của đất trời. Nào là ngọc trai vàng 24K DNA cá hồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Ngày hôm nay tiếp tục sẽ là một cái video mà mình nghĩ rằng sẽ rất là hấp dẫn, bởi vì mọi người đã yêu cầu mình rất là nhiều hãy làm về một cái sản phẩm mà hiện nay đang cực kỳ hot ở trên mạng này, nói chung là ở trên TikTok và trên Facebook ấy, thì bán rất nhiều những sản phẩm này. Và đến bây giờ mình không hiểu lý do vì sao những cái sản phẩm này lại hot đến như vậy. Trên tay mình hiện nay thì đang có tổng cộng là 4 gói mask dẻo của nhà Camel, mà mọi người hay bảo đây là những cái sản phẩm đến từ nhà Camel House, nhưng mà mình tìm thông tin ở trên mạng ấy, thì không hề ra website, cũng không hề ra một cái thông tin địa chỉ nào là nơi sản xuất của những cái mặt nạ này, mà chỉ là những cái người bán nhỏ lẻ ở trên mạng. Và bên cạnh đó mình thấy rằng rất nhiều những em học sinh nhá, hiện nay đang bán cũng như đang sử dụng những cái sản phẩm này. Có hai sản phẩm là mình đã thử sử dụng rồi. Mình đã thử sử dụng cái mặt bên trái này ấy, là mask bà Hà này, và cái mặt bên phải của mình là sử dụng cái mask DNA cá hồi. Thì phải nói thật với mọi người nhá, là cái mask bạc hà này nó làm cái da của mình bị dị ứng một cách kinh khủng khiếp luôn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ để cái hình ảnh ở đây cho mọi người được thấy nhá. Về cái mask DNA cá hồi này thì khi mà mình đắp lên nó không có công dụng quá nhiều, nhưng riêng cái mask bạc hà này nha mọi người, sau khi rửa mặt xong chưa thấy tình trạng gì, thấy da mình nó hơi khô nhẹ, nhưng chỉ sau một ngày thôi thì cái mặt bên trái này của mình ấy nó sần lên kinh khủng khiếp, và mình đã cảm thấy cực kỳ hoảng luôn nha mọi người. Mình đã lên mạng và lướt ở trên những cái bình luận của những cái nơi bán hàng cái sản phẩm này, ở trên Shopee cũng có, ở trên mạng cũng có, thì có một vài cái feedback nói rằng là các bạn có bị dị ứng giống như mình khi sử dụng cái mask này, và người bán hàng người ta cũng chỉ trả lời cực kỳ mơ hồ, có thể là bạn bị dị ứng bởi một trong những cái thành phần ở trong những cái sản phẩm này, cho nên là bạn hãy ngừng sử dụng nhé. Hiện nay thì tràn lan ở trên thị trường những cái sản phẩm tự xưng được gọi là hàng handmade, hàng thủ công. Cho nên mình thấy rằng á, là những cái sản phẩm mà mình đang có ở trên tay, mình nghĩ rằng người ta nhập về cả một cái túi to đùng như thế này, sau đó người ta sẽ phân chia ra vào những cái túi zip như thế này, không khác gì những cái túi bán khô gà luôn đấy mọi người. Thì những cái sản phẩm này mình mua từ đợt trước, cho nên hiện nay nó vẫn đang là cái tem tròn này. Chứ còn cái nhà Camel này hiện nay người ta đã đổi về một cái tem hình chữ nhật, ở bên trên đó thì có ghi về thành phần rồi hướng dẫn sử dụng, nhưng mà tất cả những cái thành phần của những sản phẩm này đều ghi chung chung, đó chính là có chứa collagen này, rồi vitamin A, C, E, rồi những cái chiết xuất từ thiên nhiên, viết rất chung chung. Và có một điều cực kỳ buồn cười nữa, đó chính là ở mặt sau của những cái sản phẩm này, người ta sẽ viết tên của cái sản phẩm này bằng những cái bút lông không trôi, cái bút lông dầu ấy mọi người, trông cực kỳ là sơ sài luôn. Mình lấy ví dụ như là đây là cái mask vàng 24K thì sẽ ghi chữ vàng ở trên này, đây là ngọc trai thì bên sau sẽ ghi cái chữ ngọc trai, DNA cá hồi thì sẽ viết chữ DNA, còn bạc hà thì sẽ viết chữ bạc hà đấy. Mình chả hiểu sao mọi người có thể mua những cái mask này về để sử dụng được luôn. Mà mình thấy rằng các em học sinh sinh viên hiện nay đang bán rất là chạy, chắc một phần là bởi vì giá thành của những cái sản phẩm này rất là rẻ. Đối với gói 30g thì mọi người sẽ phải chỉ bỏ ra số tiền là từ 15 cho đến 18.000. Mình thấy rằng có những cái mask nào mà nó có ghi chữ độc quyền thì nó sẽ có giá là 18.000, còn hầu hết là sẽ có giá 15.000. Còn đối với những cái gói mà có trọng lượng là 100g như mình đang có ở trên tay này thì chỉ có giá là từ 40 cho đến 48.000 thôi nha mọi người. Cực kỳ rẻ luôn. Thật ra để nói rằng review chi tiết thì thực sự rất là khó, bởi vì những cái sản phẩm này không có bảng thành phần luôn đấy mọi người ạ. Cảm giác cực kỳ hoang mang luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đánh giá qua về mùi hương cũng như về màu sắc của những cái sản phẩm này cho mọi người được biết nhá. Cái bạc hà này thì mình đã sử dụng rồi. Cái này khi pha lên nó sẽ có màu xanh, và thực sự đây là chất tạo màu ở trong sản phẩm thôi mọi người nhá. Về cái mùi thì cái sản phẩm này nó có một cái mùi bạc hà cực kỳ nồng luôn. Còn cái DNA cá hồi này thì có cái mùi hương liệu hoa hồng cũng rất là nồng. Còn cái mask ngọc trai này khi mở ra thì mọi người sẽ thấy rằng cái chất của nó ấy, trông cực kỳ giống chất bột sắn dây luôn nha mọi người, cực kỳ giống bột sắn dây luôn. Còn riêng cái mask vàng 24K này ấy, thì nó có cái chất khá là đặc biệt, cũng giống như cái mask DNA cá hồi ấy, khi mà pha lên thì mọi người sẽ thấy nó có nhũ nhá. Còn cái mùi của nó ấy, thì nó có một cái mùi hơi hắc giống như là mùi nhân sâm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng thử những cái sản phẩm này nhá. Đối với cái mask dẻo bạc hà này thì mình sẽ không đắp lên mặt nữa, bởi vì mình thấy rằng mình bị kích ứng quá là trầm trọng. Còn ngày hôm nay mình sẽ sử dụng lên mặt ba cái sản phẩm. Một sản phẩm mình đã sử dụng rồi, DNA cá hồi này, ngọc trai và vàng 24K nha mọi người. Cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ pha cái mặt nạ DNA cá hồi cho mọi người được thấy nhá. Mọi người sẽ bỏ ra một cái lượng bột, nói chung là áng chừng thôi mọi người ơi, bởi vì là mình đắp ba vùng trên mặt là ba sản phẩm khác nhau, cho nên mình áng chừng thôi nhá. Sau đó thì mọi người sẽ cho nước tinh khiết vào, mọi người lưu ý nhá, nhưng mà cho với một lượng vừa đủ thôi, để khi trộn cái mặt nạ lên ấy thì
thì mọi người sẽ thấy rằng nó có kết cấu hơi đặc một xíu. Chứ mọi người đừng cho quá nhiều nước thì mọi người sẽ phải thêm cái bột này vào để tạo ra kết cấu hơi đặc ở trong sản phẩm ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đắp lên mặt cho mọi người xem nhá. Trước tiên ấy là về tổng quan da mặt của mình ấy, thì mình có nói mọi người là cái mặt bên trái này của mình ấy, cách đây mấy ngày nó kinh tởm lắm mọi người ơi, bởi vì nó bị dị ứng cái mask dẻo bạc hà này ấy, mọi người, cho nên là mình đã phục hồi, mình phải phục hồi rất là nhiều thì cái da bên này của mình nó mới dịu xuống như thế này nha. Mọi người vẫn thấy rằng nó có một vài cái vết thâm do mụn để lại này. Đây mình cũng bị một cái vết thâm do mụn nha mọi người. Nói chung là cái bên mặt này của mình khi đắp cái mask DNA cá hồi ấy, thì mình thấy rằng về cơ bản ấy nó làm cho cái da của mình khi mới đắp xong rất là mịn, nhưng mà nó sần hơn rất là nhiều sau 2 đến 3 ngày đắp nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ đắp thử lên mặt cho mọi người thấy cái mask DNA cá hồi này như thế nào nhá. Khi trộn ra thì mọi người sẽ thấy rằng nó có cái màu nhũ luôn nha mọi người, đúng như màu kim tuyến ấy mọi người ạ. Những cái bột mịn ở phía bên trong ấy mọi người ạ, nó không đều mọi người ạ, dạng như kiểu khi mà mọi người quấy mọi người sẽ thấy đấy, nó có cái tiếng như vậy đấy. Và trong hướng dẫn sử dụng ấy thì các bạn bán hàng có hướng dẫn rằng cái mask này mọi người sẽ phải đắp dày dày một chút để tí lột ra nhá. Cái mask này tí là nó đông vào cho nên là tí mọi người sẽ lột ra. Mình làm không khéo lắm bởi vì không có gương ở đây, mình đang nhìn vào cái màn hình của máy quay. Đáng lẽ là phải nằm ấy, chứ không là cái này nó chảy xuống mọi người ạ. Đây mình vét lên như thế này. Đây là DNA cá hồi nhá. Đấy mọi người thấy cái DNA nào mà nó đỏ như thế này, toàn là chất tạo màu, chất tạo mùi và chất hóa học để tạo ra cái sự kết dính ở trong sản phẩm thôi, chứ không có một cái DNA cá hồi nào có giá 40.000 mà đóng vào trong cái túi zip mà đựng khô gà như vậy đâu mọi người ơi. Đây là mình nói thật đấy. Ok, mặt còn lại ấy, thì mình sẽ đắp cái mask vàng 24K. Khi trộn cái mask vàng này lên ấy thì mọi người sẽ thấy rằng nó có cái chất, nó như thế nào chứ, nó giống như là một cái chất màu vàng có những cái hạt nhũ kim tuyến ở phía bên trong để tạo cái cảm giác ok, nó là chiết xuất từ vàng thật chứ làm gì có cái vàng nào mà 45.000 một gói 100g mọi người ơi, mình chả biết là vàng gì luôn ý. Trong khi bây giờ trên thị trường mọi người biết là vàng nó đắt đỏ mức như thế nào, và không biết là mọi người khi sử dụng những cái mask này thì mọi người cảm giác như thế nào, nhưng mà về cảm nhận của mình khi mình sử dụng những cái mask này ấy, là mình thấy rằng nó man mát ở trên da thôi và nó là một cái chất kết dính. Đấy, tí nữa nó sẽ kết dính vào. Đây mình đắp dày như thế này cho mọi người thấy nhá. Đấy, đây là vàng 24K, nhấn mạnh là vàng 4.9 nha mọi người. Đấy. Và cái mask này ấy, nó đông vào khá là nhanh, nếu như mọi người pha đặc đặc một chút xíu ấy thì nó sẽ đông vào khá là nhanh. Đấy, một bên là DNA cá hồi, một bên là vàng 24K, cảm giác vương giả cho mọi người ơi. Nhưng mà chỉ với giá là 45.000, 40.000 một gói thôi. Ok, bây giờ sẽ đến mask ngọc trai. Đấy, trên mặt của mình toàn những là cái chất tinh túy, toàn những cái chất tinh túy của đất trời. Nào là ngọc trai, vàng 24K, DNA cá hồi. À, ngứa ấy. Rồi bắt đầu thấy ngứa, 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 ngứa. Thì nói thật với mọi người là cả hai cái mask này nó giống như cái mask bạc hà ấy. Khi mà đắp lên trên da mình cảm giác châm chích thì ngứa. Mình nói thật với mọi người luôn ý. Nào nó châm chích và nó ngứa thật luôn ý. Không phải chém gió đâu nhá. Mà mình cũng không hiểu lý do bị làm sao luôn ý. À, nó châm chích và nó ngứa, mình nghĩ là sau quả này là mình lại tiếp tục sấp mặt như là cái mask bạc hà rồi. Và mấy chị bán hàng ấy, đừng có vào đây mà nói là đắp nhiều mask một lúc trên mặt như thế thì nó chả dị ứng như là cái gì. Nhưng mà em xin thưa với các chị là em đắp các vùng da khác nhau, chứ em không có trộn những cái mặt nạ này thành một cái mask sinh tố nhá. Bây giờ tiếp tục sẽ là mask ngọc trai. Cái mask ngọc trai này thì phải nói thật với mọi người giống bột sắn dây cực kỳ luôn. Và đây là mask ngọc trai giống bột sắn dây không mọi người? Và cảm giác đắp của những cái mặt nạ này ấy, nó đều giống nhau thôi. Nó có một cảm giác man mát. Rồi, bây giờ là mask ngọc trai 24K, DNA cá hồi. Đây là hình khẽ ngửi hơn từ 5 đến 10 phút nha mọi người. Và sau đó thì mình sẽ lột những cái này ra. Mọi người đừng nghĩ là mình đang làm trò nha, bởi vì nó ngứa thật luôn ý. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi nhá. Đợi cho nó khô đây, nó đang đây, mọi người thấy là nó bong dần đây này. Đấy, nhưng mà cái hần này nó ngứa đó mọi người ơi, nói chung là khó chịu ấy. À, ngồi nghỉ một tí nhá, xong rồi tí mình quay lại mình lột nhá. Sau 5 phút thì cái mask này nó đã đông vào rồi. Theo mình nghĩ nó là như vậy. Bây giờ mình sẽ lột ra cho mọi người xem nhá. Còn một ít cái mask ngọc trai mình chét xuống lên mũi luôn. Bây giờ mình sẽ lột nhá. Đây mọi người thấy này, nó tạo ra những cái mảng kết dính như thế này. Và ở trên da nó sẽ có một cái lớp hơi nhờn nhờn nhẹ nhẹ. Đấy, đây là bên mask DNA cá hồi nhá. Đó, khi lột ra ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng ở trên da mọi người sẽ có một cái lớp nhờn hơi nhẹ nhẹ nhá. Và cái này nó tương tự như là cái lớp thạch ấy. Mà ngứa lắm cái phần mũi này vì nó khô vào rồi ấy, nó tạo cái cảm giác ngứa. Đây, bây giờ mình sẽ lột ngược ra nhá. Đây. Đấy. Nào thì ngọc trai này. Và tất cả những cái phần mà cái mặt nạ này không lột ra được hoặc là nó khô vào rồi ấy. Đây này,
thì mọi người sẽ phải là đi rửa mặt đi nhá. Đi rửa mặt đi. Rồi, bên này là mask vàng 24k. Rồi, sẽ lột ra. Đây, nó khô hết cả vào này. Đấy. Đó, bóc hết ra. Đây, đây là cái phần mặt của mình. Lần trước đắp bạc hà bị dị ứng với mọi người. Mới mua về một cái là xí xa xí sớn. Pha pha trộn trộn đắp luôn. Test thử lên cái phần ở dưới da cổ này, cảm giác không sao. Cho lên mặt một cái là sấp mặt luôn. Thì đây là sau khi đắp mặt xong. Thì mọi người có thể thấy ấy, là cái mask này nó không hề cấp ẩm cho da. Nó sẽ để lại ở trên da một cái lớp hơi nhờn nhờn nhẹ thôi. Nhưng mà nó không hề cấp ẩm gì cho da cả. Nó giống như là một cái lớp thạch đắp ở trên mặt như thế thôi. Và về thực tế ấy, thì trong suốt cái quá trình đắp, mọi người sẽ cảm thấy rằng những cái phần nào ấy mà ở cái viền cái mặt nạ nó khô vào ấy, là mọi người sẽ thấy nó ngứa nhẹ nhá. Và ở ngay ở cái phần đắp mặt nạ, mình không biết là do cái da mình như thế nào, nhưng mà nó ngứa, hơi ngứa dâm gian. Và ở trên mạng ấy thì mọi người có thể thấy ấy, là cái mặt nạ này nó có 7-7-49 loại khác nhau. Nhiều lắm luôn mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đọc tên cho mọi người thấy nhá. Mình lấy ví dụ như là lavender này, vàng 24k, bùn non hoa hồng, sô-cô-la, ngọc trai hoa hướng dương, DNA cá hồi, rồi bạc hà, nhiều lắm. Nói chung là về cơ bản ấy thì mình thấy rằng cái mặt nạ này nó không hề cấp ẩm gì cho da mình cả. Cái DNA cá hồi này thì được quảng cáo với công dụng là phục hồi da này, phục hồi da mỏng yếu, mụn nhiều, bổ sung collagen cho da, giúp da chắc khỏe. Đấy, collagen, ok. Dẻo bạc hà này thì giúp giảm mụn đầu đen, mụn li ti, kiềm dầu cho da. Nhưng mà da mình sau khi dùng cái mask dẻo bạc hà này thì phải nói thật với mọi người, trải qua một cái cơn dị ứng kinh hoàng luôn. Bởi vì mình thấy rằng cái hương liệu bạc hà trong cái sản phẩm đấy nó khá là mạnh. Và bên cạnh đó cái chất tạo màu của nó nữa ấy. Theo đấy thì là ngọc trai này giúp làm đều màu da, dưỡng da trắng sáng và mịn màng. Còn cái mask vàng 24k thì được quảng cáo là công dụng trắng da bật tông, nhanh bổ sung collagen cho da. Đấy, nói chung là chắc chắn là chả có cái vàng 24k nào mà có giá 40.000 đâu mọi người ơi. Thì bây giờ mình sẽ vào rửa mặt nhá. Rồi, sau khi rửa mặt xong ấy thì mình thấy rằng cái da của mình nó đang khô. Và nhất là hai bên má này nó sần nhẹ lên, cảm giác cực kỳ rõ luôn. Không biết là mọi người nhìn trên video thì mọi người có thấy không, nhưng mà mình thấy rằng hai cái má này của mình, nhất là hai cái má này nhá, cái cảm giác cái da của mình nó sần lên cực kỳ rõ ràng. Cho nên ý, bây giờ mình vẫn đang đặt câu hỏi vì sao hiện nay ở trên thị trường rất nhiều những hãng mỹ phẩm có tên tuổi rõ ràng và giá thành cực kỳ hợp lý mà mọi người vẫn lựa chọn sử dụng những cái mask mà đựng trong những cái túi khô gà như thế này, đóng túi zip vào như thế này, không biết là nơi sản xuất ở đâu, thành phần như thế nào, và cứ thế mua về đắp lên mặt thôi. Bởi vì những cái lời quảng cáo cực kỳ hấp dẫn, và bên cạnh đó giá thành phải nói thật với mọi người cực kỳ phù hợp với túi tiền học sinh sinh viên, chỉ có 40.000 một cái gói như thế này. Thì phải nói thật với mọi người là cái gói này phải đắp được cỡ khoảng tầm chục lần, mà chỉ 4.000 một lần đắp mặt nạ pha với cả nước lọc để đắp thì công nhận là rẻ thật và hấp dẫn thật. Nhưng mình phải nói thật nhá, mình là một cái ví dụ điển hình cho cái việc đó chính là cái hậu quả sau khi đắp cái mask dẻo bạc hà này. Cho nên là mình không cần nói nhiều, mọi người cứ nhìn thấy cái da mặt của mình hiện nay là mọi người rõ. Cho nên ấy, sự lựa chọn vẫn là của mọi người thôi. Mình chỉ là những người review đánh giá về những sản phẩm, và tất cả những đánh giá trong video ngày hôm nay ấy, đến từ cái trải nghiệm của cá nhân mình. Nên mình mong rằng là mọi người nên cẩn thận đối với những sản phẩm rẻ và cái nguồn gốc không rõ ràng như thế này nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Nếu như mọi người muốn mình review những sản phẩm gì, những video tiếp theo thì đừng quên bình luận ở ngay bên dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ ấy, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải đi phục hồi cái da mặt của mình. Chứ còn mình cảm thấy là sau khi đắp cái mask dẻo này, cái da mặt của mình nó tởm quá mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.